Này nước cũng dữ ha. Rồi nước văng lên màn hình. Rồi, xin chào mọi người. Thì em là Đạt, là kỹ thuật viên của Aegon. Hôm nay em sẽ bay T50 với phiên bản 4 vòi. Thì mọi người cùng theo dõi cùng em xem bay trên trang trái thì nó sẽ có ưu điểm và hạn chế gì ha. Mình cho hai lọt sọt ha. Này là này. Của bên đây, rồi cái giường kế bên nó có thấy không? Thấy luôn chứ. Tại vì em quét hiện tại đó là em quét của khu vực của anh thôi. Là từ ba cái góc này em quét hẳn vô đường bay của nó. Nó với những cái cây cao á thì sẽ năng độ cao lắm. Từ nó năng lên không? Dạ. Mình sẽ coi được trước cái tiếng bay của nó. Rồi nè, cái này là con sẽ bay tự động nè, bay tự động trên đọt cây nè. Thì với cái thông số này là 500 lít trên hecta nè, thì nó sẽ ra được maximum là 24 lít trên phút. Rồi 1 hecta là 550 lít nước ha. Dạ đúng rồi. Rồi thì với cái tốc độ bay 1m rưỡi là lý tưởng. 1m rưỡi là từ chiều cao cây lên đó ha. Dạ. Mét rưỡi là cái tốc độ mà nó bay. Tốc độ nó bay tới. Tốc độ trên dây đâu. Rồi, thì cái chiều cao em cài đặt ở trên cây trồng á là 4m rưỡi nè. Tại vì cái tàn cây của mình nó hơi gọc. Em cho nên là em sẽ bay cao lên xíu. Rồi tới rồi, cái lúc mà cây thấp thì nó tự nhiên xuống hả? Dạ đúng rồi. Rồi cái lượng nước trong bình của mình hiện tại là 40 lít. Rồi. Thì mình bay xem coi nó sẽ tốn bao nhiêu phần trăm pin cho cái 40 lít này. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm giờ để mình test xem thử chuyến bay của mình mất bao lâu ha mọi người. Thì khi nãy em bay là 40 lít. Em bay hoàn thành tác vụ 40 lít là 2 phút 39 giây. Với cái lượng pin khi nãy em bay 100%. Thì nó tụt xuống còn 74. Thì nó 26 cả tốn. Dạ. Nãy là mình bay tới khúc nào thấy không? Đây, em mở. Đây, cái điểm thuốc của mình này. Tới cái nút đây đỏ là, đó. Cái đường màu xanh là cái đường mà mình bay rồi. Còn cái đường màu vàng là mình chưa bay. Còn cái điểm màu đỏ này là điểm thuốc. Điểm thuốc đúng không? Dạ. Thì đây, cái khoảng cách mà em chấm này là 75m này. 75m. Tới chỗ này được không? Dạ. 100m này. Không, nó cũng tương đối đó. Mình thấy nếu như mình học được cái kỹ thuật bay giống như em này thì dễ rồi. Nhưng mà đào tạo thì từ từ bay có kinh nghiệm. Cái này nãy giờ anh thấy là em làm xong cái bản đồ xong. Em cắt cánh lên. Em chỉ việc cắt cánh lên. Rồi em nhắn bắt đầu cho máy bay, nó bay tự động nó bay. Xong rồi máy bay bay hết hướng rồi. Em sẽ nhắn cho máy bay tự động nó bay về. Thì máy bay nó sẽ tự động nó bay về cái điểm mà nó cắt cánh. Rồi nó sẽ giữ cái độ cao đó. Nó hỏi mình là anh có muốn tự động hạ cánh không, hoặc là anh hạ cánh thủ công. Thì em chọn là hạ cánh tự động là máy bay của mình nó sẽ tự động nó hạ cánh xuống, mình không có cần can thiệp gì, cần điều khiển hết. Demo cái con T50 này với phiên bản 4 vòi thì anh có cảm nhận như thế nào về con máy của mình? Nhất là nó bay là ướt cũng nhanh, tốc độ một bình có 2 phút mấy là được 100m. Anh thấy nó thẩm thấu được xuống mấy cái tàn ở dưới không? Khi nãy anh có ra ngoài anh coi đó. Thấy chứ, thấy nãy giờ ở ngoài đó là thấy nó ướt cũng như là xịt kích thích xài vậy đó. Dạ. Tới góc rồi. Hồi lúc trước đây thì mình sợ là nó ướt chỉ có cái rìa ngoài. Dạ. Thì anh thấy xịt bằng máy bay của mình nè, so với xịt nhân công thì nó như thế nào?
thì cái này phải nhanh hơn chứ. Dạ. Nhanh hơn thì nhiều khi mình lượng thuốc mình ít hơn. Dạ. Nó sẽ tiết kiệm được chi phí. Dạ. Cái công ngày công mình ít lại. Vừa mưa xong cái mình ra mình bay hồi là nó khô. Dạ. Nó tránh được cái trường hợp mà hư bông. Thường thường trước đây là mỗi một vườn này xịt khoảng 3 ngày. Như vậy thì bay chắc cỡ 2 tiếng đến 3 tiếng hồ. Dạ. Rồi xong vườn nó đỡ tốn. Thấy cảm nhận thấy ok. Dạ. Thì cũng nên chứ. Rồi thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cùng Đạt. Thì hẹn mọi người ở những video tiếp theo ha.